Chào cả nhà, hiện tại em đang có mặt tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở đường Phan Đăng Lưu cả nhà. Hôm nay em làm video chia sẻ về hình ảnh mới nhất về Bệnh viện Nhân dân Gia Định đến với cả nhà. Biết một cách chính xác nhất về địa chỉ và thời gian làm việc tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Đây là Bệnh viện Nhân dân Gia Định ạ. Bệnh viện Nhân dân Gia Định tọa lạc tại địa chỉ số 1 đường Nơi Chăn Long, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Còn cổng số 1 ở bên đường Phan Đăng Lưu là cổng vô khu khám bệnh cả nhà. Cổng số 2 là khoa vô khoa cấp cứu. Ở bên đường Phan Đăng Lưu nó có hai cổng để mình vô trong Bệnh viện Nhân dân Gia Định cả nhà. Giờ làm việc của Bệnh viện Nhân dân Gia Định ra sao? Khám thường từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, theo các khung giờ sau: buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ. Đối với khám ngoài giờ, khám dịch vụ tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật trong khung giờ như sau: từ 16 giờ đến 19 giờ đồng thời vào buổi sáng thứ bảy và sáng chủ nhật. Lịch khám ngoài giờ sẽ là thứ bảy sẽ là 7 giờ đến 11 giờ 30. Khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Gia Định sẽ làm việc toàn bộ thời gian 24 giờ trong tất cả các ngày. Số điện thoại của bệnh viện 028 3841 2692. Tất cả bà con cô bác dùng xa, khi trong cuộc sống lỡ mình mai mình có đau ốm mà mình tìm đến đúng những bệnh viện lớn tuyến cao mà mình điều trị, đỡ tốn chi phí và tiền bạc hơn cả nhà. Đây là đường Phan Đăng Lưu cả nhà. Ở ngã ba trước là đường Nơi Chăn Long, chút mình sẽ quay quẹ đường Nơi Chăn Long, mình sẽ chia sẻ cho cả nhà xem.
cổng số 1 của bệnh viện nhân dân Gia Định bên đường nơi Chân Long cả nhà. Cổng vô đây gửi xe với vô khu khám bệnh ở phía bên đây thường đó cả nhà. Ở phía bên đây tòa nhà là của bệnh viện nhân dân Gia Định, hiện trạng hiện tại đang thi công đó nha. Thi công một cái tòa nhà rất là cao để sau này đưa vào hoạt động của khu điều trị bệnh của bệnh viện nhân dân Gia Định nha cả nhà. Cổng số 1 nằm bên đường nơi Chân Long cả nhà. Đây là đường nơi Chân Long cả nhà. Phía trước mặt mình là bệnh viện Ung Bướu cả nhà.